い、皆さん、こんにちは。ズンでーす。はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。はい。皆さん、こんにちは。はい。今日、chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại bảng chữ katakana và học phương pháp nhớ. Làm sao nhớ hết chữ này? Đây nè. Đơn giản, đơn giản. Sau đó thì chúng ta sẽ học những một vài từ vựng chào hỏi rồi thì những từ vựng sử dụng trong lớp học. Được chưa?Đấy. Và đầu tiên thì thầy sẽ phụ trách, còn đoạn sau thì do cô Yuka phụ trách. Được học người Nhật nhé, thích không? Thích ạ. Thích đúng không? Ok, đây là bảng chữ katakana của chúng ta đã học rồi, đúng không? Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm những chữ nào nó ngoan, đúng không? Nó không thay đổi, đúng không? Đấy. Những chữ katakana ngoan nhất. Đấy. Như thế nào đây? Ok, những chữ này. Đấy. Ví dụ chúng ta có chữ gì nhỉ? Kaki, đúng không nào? Kaki ですね。K không thay đổi mới, K không thay đổi mới. Tiếp theo đến chữ gì đây? He. He đúng không? Chữ này. C không thay đổi đúng không nào? Ừ, Chaki he se. Chữ này chữ gì đây? Đi. Đi không thay đổi đúng không? Đi giống này. Chữ này? Mô. 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 Chữ mô mềm thì nó như thế nào nhỉ? Ở bên trên nó có thêm một tí nữa đúng không? Mô. Chữ này chữ gì đây? Cô. Cô đúng không nào? Cô. Còn đây là chữ ưn. Ưn. Chúng ta ghép vào để được một gì nhỉ? Từ vựng có nghĩa. Để chúng ta đọc nào?Đi mô công. Đi mô công. Rồi, các bạn viết từ này vào nhá. Ok. Đi đi mô công. Đi mô công. Điều khiển. Ok. Đi mô công. Hay. Đi mô công. Rồi, đi mô công. Được chưa? Đấy. Đây là những chữ này, rất là ngoan, không có sự thay đổi nhiều. Có chữ đi à? À, chữ đi đấy. Mô không thay đổi. À, cô. À, cô như thế này, cô như thế này, cô.Được chưa nào? Được chưa? Chữ K không thay đổi, K không thay đổi, C He không thay đổi, C không thay đổi. Được chưa nào? Hay. Tiếp theo. Đây. Thì có gì nhỉ? Mấy chữ là C này. Đây. Có chữ này. C. Xin sốt sự. Đây mình sẽ viết đây cho các bạn xem. Ok. Đây là chữ C được chưa? Rồi. Tiếp theo. Đây là chữ. Ưn. Ưn được chưa? Đọc là xin.Đây là chữ so. Tiếp theo sự, đúng không? Hay. Thực tế cái từ này phát âm khi phát âm là xin xuất sự. Xin xuất sự thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mới tốt nghiệp. Đây chữ hai còn đây, mới tốt nghiệp thường sẽ là gì nhỉ? Xin xuất sự. Cách viết, cách đọc của nó dùng chữ hiragana nhỉ chưa? Tuy nhiên chúng ta sẽ liên tưởng nó đến chữ này đi. Cách đọc nó giống nhau mà, nên là chúng ta sẽ nhớ cái chữ này là gì nhỉ? Xin xuất sự có nghĩa làmới tốt nghiệp, đúng không? Xin xuất sự là mới tốt nghiệp. Đang ghi cái từ này ra để nhớ được bốn cái chữ này. Xin xuất sự viết bằng chữ cứng. À, viết cái chữ mới tốt nghiệp này bằng chữ cứng thôi. Được chưa? Xin xuất sự. Đấy thì chúng ta phân biệt được bốn chữ này luôn. Mà nhớ được cái ý nghĩa của từ này luôn. Xin xuất sự mới tốt nghiệp. Đấy chứ nhỉ? Xin xuất sự. Ok. Rồi.Thế xóa vào cái chữ này đi. Tiếp theo. Tiếp theo này. Những cái chữ này này. Đấy. Thấy không? Nó dùng giống nhau. Bắt đầu từ chữ này nhá. Để viết bên dưới này. Đây chữ gì đây? Phư. Phư này. Phư ở bên trên thêm một nét gạch là gì đây? La. La này đúng không? Chữ này là chữ gì đây? Sư. Sư đúng không? Rồi cũng một gạch như này thêm một nét này. Nhưng mà chúng ta sẽ thêm chữ ân đây để nó ra một từ có nghĩa. Đọc láphu ran sự. Phu ran sự. Ở đó đọc phu ran sự. 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 Phu ran sự nghe giống nước gì nhỉ? Nước Pháp. Đúng không? Phu ran sự là nước Pháp. Đúng không? Rồi. Phu ran sự nước Pháp. Và. Và. Phu ran sự. Và đằng sau đây. Hai chữ này đây. Đây là chữ gì đây? Nữ.Ma, được chưa? Nữ ma là đầm lầy, cái đầm là cái đầm lầy ở bên nước Pháp. Đây nhớ đầm lầy nước Pháp, được chưa nhỉ? Đầm lầy nước Pháp. France, nữ ma. À, chúng ta nhớ được 2, 4, 5 chữ giống nhau. Đấy, hiểu chưa? Hay. Khi mà tôi vừa mới tốt nghiệp, đúng không? Mới tốt nghiệp thì tôi đã đi sang một cái đầm lầy ở Pháp, được chưa? Sau đó tôi gì đó, đợi một tí được chưa? Ok. Hay, tiếp theo này. Hay, chữ này, ba chữ này, hai chữ này giống nhau này. Đây là chữ gì nhỉ?
tiếng này trước. Ni. Ni đúng không nào? Rồi, đây cũng là chữ ni nhưng mà thì đây. T đây, đúng không? T ni. Thì chữ sự đây, bên trên có rồi. Tennis. 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 Tennis là chữ tennis, nghe chưa? Tennis. Hay sang đầm lầy bên Pháp này, đấy nhỉ? Ừ. Nó ở cạnh đấy, cạnh cái đầm lầy thì có một bãi tennis nên tôi chơi tennis đó, thấy chưa? Được chưa? Rồi. Ok, tennis. France. Đấy, Numa tennis. Được chưa nào? Rồi. Tiếp theo. Chữ này này. Hoa. Hoa. Cư. Cư đúng không nào? Hoa cư được nhé, hoa cư, hoa cư. Rồi, còn chữ này. Ư. Ư đúng rồi, chữ hoa, chữ ư gần giống nhau, chữ này. Ta. Ta là những cự đúng không nào? Rồi. Thì chúng ta sẽ có là ê tọ. Nhớ viết thẳng nhá. Hoa cư đấy, thẳng xuống. Hoa cư. Hoa cư hoa cự. Hoa cư hoa cự là háo hức. Háo hức đấy. Háo hức. Được chưa? Háo hức thì à nghe những cái bài hát của Pháp. Được chưa? Ở đây có từ ư ta. Uta là bài hát nhưng mà nó là chữ mềm, nhớ chưa? Chữ quá cự, quá cự viết chữ cứng cũng được, viết chữ mềm cũng được. Còn chữ uta này viết chữ mềm. Tuy nhiên thì mình viết như thế này để cho các bạn nhớ được chưa? Uta là bài hát. Uta là bài hát. Nghe những bài hát này của nước Pháp đúng không? Ừ. Vừa chơi tennis này, xong vừa hoặc là mình chơi xong đấy, xong thì hay là mình đổi ngược lại, háo hức để chơi những bài tennis để sau đó thì tôi ngồi nghe thì nhỉ, nghe những bài hát của Pháp. Thấy chưa? Waku waku uta. Waku waku uta. Waku waku uta. Thấy chưa? Rồi. Đấy là chúng ta nhớ được khá là nhiều chữ rồi đấy. Thử đếm nhá, thử đếm. 1 2 3 4 5 6 7 8. À đây, 8 9 10 11. 12 13 10, 14 15 16 17 18. 19, 20, 21. À, 19, 20, 21, 22 chữ rồi. 22 chữ rồi. Đấy, nhớ một tí này, gần hết bản chữ cái rồi tí nữa. Tiếp theo. No. No đây, được, hôm nọ học rồi. Đúng nhỉ, ba chữ này giống nhau. Nên được, đúng không? Rồi, nên được đấy. No đây được, no đây được. Nên được, nên được. Được chưa? No đây được. Ba chữ giống nhau, đúng không nào? No. Đê. Được, đúng không nào? No đây được. Ok, được chưa nào? Nào chúng ta cùng nhau nhớ lại nào. Xin xuất dự. Xin xuất dự. Đúng không? Xin xuất dự là gì? Vừa tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp tôi sẽ làm gì nhỉ? Phu đan sự. Đọc nào, phu đan sự. Phu đan sự. Nữ ma. Nữ ma. Nữ ma đúng không? Rồi sang cái đầm lầy ở bên nước Pháp. Sau đó chơi tennis ở gần đó. Đúng không? Rồi thì háo hức. Nghe nhạc đúng không nào? Thế thôi. Ok chưa? Đúng rồi đúng không? Tiếp theo nhá. Hay. Đây rồi, có mấy chữ này. Mấy chữ này. Mấy chữ này giống nhau thì mình liệt kê nó vào thôi đúng không? Đầu tiên đây là chữ gì nhỉ? Chi. Chi đúng rồi, chi na đúng không? Chi. Chi na. Thực ra nó không có nghĩa đâu, mình viết để đây cho nó giống nhau cái từ chi na mê này. Thấy chưa? Chi na mê. Chi na, chi na Trung Quốc à? China. China khác cơ. Còn này, tạm thời chúng ta nhớ ba chữ này giống nhau, thấy chưa? Chi na mê. Ok. Chúng ta nhóm một cái chỗ này để chúng ta nhớ được cái này chữ là được rồi, nhớ chưa? Mình gần hết bằng chữ cái gì nữa. Đúng không? Rồi, chi thêm chữ chi này, gần giống chữ na này, chữ gần giống chữ mê này. Nghe chưa nào? Chi na mê. Ok chưa? Chi na mê đấy. Tiếp theo, chữ này thì có nghĩa? Yêu. Đúng rồi, chữ này chữ yêu đúng không nào? Yêu lộ. Yêu lộ là đồng tiền Edo, nhớ chưa? Yêu lộ. Yêu lộ thế nào? Hay yêu lộ đấy nhé. Cả đó đọc yêu lộ. Yêu lộ. Yêu lộ. Ok tiếp theo chữ sa. Đây là chữ gì? Sao chữ gì đây? Sake. Sake đúng không? Sake là rượu. Rượu Nhật đấy. Ừ, rượu bia của Nhật đấy, nhớ chưa? Rượu bia. Gọi chung là rượu bia đấy nhé. Sake. Sake. Được chưa? Sake. Ok chưa? Tiếp này, cuối cùng này. Mấy cái chữ này, đây là những chữ cuối cùng thì chúng ta phải nhớ hết đi. Những này không có giống nhau gì cả. Tạm thời chúng ta nhớ được một đống cái này là siêu lắm rồi. Đúng không? Rồi nhớ thêm mấy chữ này nữa là ok đấy.
Được chưa? Hay, nhớ thêm một từ này nữa có nghĩa. Đây là chữ chữ gì đây? Tô. Tô đúng không? Tiếp. Tôn tôn. Ưn đúng không? Tôn. Chữ này chữ khó nhất đọc là gì nhỉ? Nê. Nê đúng không? Chữ này vừa nãy học rồi. Rự. Rự đúng không? Hay, tôn nê rự. Tôn nê. Hay, tôn nê rự. Tôn nê rự. Tôn nê rự. Tôn nê rự. Tôn nê rự là đường hầm, thấy chưa? Tôn nê rự. Ok chưa? Yeah. Tiếp. Nè tọ. Chữ này, mấy chữ này không có từ vựng nào cả, chúng ta sẽ tự nhớ. Ha. Ha. Hi. Mi mư mư yo. Thấy chưa? Ha hi mi mư yo. Đọc nhanh nhé. Ở nhà chắc là học kỹ rồi đúng không? Ha hi mư mi mư yo. Đây, đây là tổng bảng chữ cứng katakana của chúng ta đấy. Đơn giản không? Kanta. Đấy, chỉ cần nhớ cái đống này là xong rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bài nhé. Ok, kiểm tra bài xem nào. Ok, bây giờ thầy sẽ kiểm tra. Thầy kiểm tra bạn Nhung nào. Nhung lên bảng đi. Kiểm tra gì thầy? Kiểm tra những chữ cứng vừa xong. Ok. Nào, cán tan. Đâu, viết nhà chắc là ôn kỹ rồi. Viết chữ France. France, Numa. Hư đúng rồi. Là đúng rồi, phụ đàn là phải có chữ ưn nè, đúng rồi, phụ đàn sự đúng rồi, nư ma hai chữ này giống nhau đúng không? Có lên chữ nư ma, nư ma à, đây là mưa. Số 7 là chữ nư. Đúng rồi, mà. Đấy, nư mà kéo xuống một tí nữa đúng không? Sẽ đẹp hơn đúng không? Nư mà. Ok. Được rồi, nư mà. Tiếp nào. Xin xuất sự xem nào. Xin. Được chưa? Xin này. Xin này. Ok. Làm thế nào để cho mọi người vừa xem và viết. Ok, được rồi. Xuất sự đây. Xuất sự. Được, xin rốt sự. Đúng à? Bạn thấy bạn Nhung có giỏi không? Bố tay bên rốt rồi. Được sướng. Ok, được chưa nào? Bạn nhớ chưa? Không có gì là khó cả. À, vậy là phần đầu của chúng ta đã xong rồi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp vào những phần tiếp theo. Đó là gì nhỉ? À, phần chào hỏi. Chào hỏi. Chào hỏi thì thầy Dũng đã có một cái clip rồi. Đây các bạn có thể xem clip này nhá. Thầy Dũng cả thầy Samurai chào. Được chưa nào? Thầy Nghĩa đấy, có một clip này rồi nên là các bạn xem kỹ clip này nhá, ghi chép lại nhớ chưa, học thuộc bạn nhớ chưa. Vậy thì những cái từ vựng còn thiếu thì trong ngày hôm nay thì chúng ta giải quyết lốt, được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ học những cái từ vựng sử dụng trong lớp học. Thế, ví dụ thế, chúng ta nghỉ giải lao thôi hay là gì nhỉ, bắt đầu thôi nào, được nhỉ? Em có hiểu chưa nhỉ, hiểu chưa nhỉ? Nhưng mà thầy nói như thế bằng tiếng Nhật thì bọn em phải trả lời được, đúng không? Phải biết được, được chưa nào? Như hôm nay chúng ta sẽ học. Tuy nhiên thì thầy sẽ không học, thầy sẽ đứng đằng sau ống kính, đúng không? Thầy trợ giảng thôi. Còn chủ yếu là gì nhỉ? Do cô giáo người Nhật, cô Yuka, phụ trách. Được chưa nào? Bắc cự, đúng rồi, bắc cự. Háo hức ですね. Hãy, それでは Yuka 先生、どうぞ。はい。先生、どうぞ。はい。はい、お願いします。はい。皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。はい、ですね。今日は、挨拶ですね。もうちょっと勉強します。そうそう、今日は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 、じゃあ、ほい、ぬわ。はい、一つ目。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ちゅっごごにぇ。ちゅっごご。ね、これですね。Good night. Good night. どこ ?Good night ね。Okay. 次。さようなら。さようなら。さようなら。さようなら。さようなら。さようなら。さようなら。さようなら。ね、ぜえぜえ、さよなら、さよならね。さよなら。ちょっとね。あ、ね、僕は今やけど、おやすみね、おやすみ。今、日本、ぼなさいで、言って、言うと、友達の時は、おやすみでもいい。
ですね。はい。はい、おやすみ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。早早便、早早便。おやすみなさい。はい、どうぞ。おやすみなさいね。うん、おやすみなさい。OK。次。うん。ね。すみません。すみません。すみません。すみません。すみません。しんどい、しんどい。すみません。あと、注文するとき。すみません。すみません。すみません。すみません。すみません。すみません。次、これも、しんどい、うん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ね、ごめん。ごめん。うん。ごめん。ごめん。ば、べ、うん。ば、べ、ごめん、ごめん。うん。ノリノリ。ごめん。ごめん、ごめんね。うん。朝先生、朝先生。ごめんなさい。はい。ほんさー、ほんさー。次。ね。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。はい、次。ラン、ズッ、エムニェ。ズッ、エムニェ。ズッ、エムニェ。うん、お願いします。はい、行かせてお願いします。はい。うん、お願いします。お願いします。今じゃあ、あれだな、別にあれ、全部ないな。体が悪い。先生、もう一度、復習。OK。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。現在。うん、次。失礼します。失礼します。うん、失礼します。失礼します。あ、今新鮮なお店の人が見とけね。あ、失礼します。はいはいはい。失礼します。OK。うん。じゃあじゃあ今一番今今今の。うん。どうなの？失礼します。そうそう。Okay? 失礼します。Okay. うん、失礼します。見て。各位、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 失礼します。各位、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 失礼します。失礼します。失礼します。次。では。では。では。バイティー。バイティー。では。では。じゃあ、でもあるんですね。はい、じゃあ。では。こっちでいいかな。わかった、かぶってる。なんでわかった、では。どうかな。じゃあ。じゃあ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、では、じゃあ、では、じゃあ、バイティ。はい、では、じゃあ、OK、バイティ。次、始めましょう。始めましょう。始めましょう。始めましょう。体が何だ？はじめましょう。始めましょう。始めましょう。始めましょう。バッター。はい、先生、始めましょう。はい。これね、一緒に使うことが多いです。では、始めましょう。うん。では、再往前。あ、こう往前じゃ。はい、等来、はい、等中央要。では、始めましょう。で、準備から、どう？では、始めましょう。うん。ね、準備存在。では、始めましょう。はい、うんうん、ではね。ではね。次、終わりましょう。終わりましょう。終わりましょう。終わりましょう。はい、次、ゲット。ゲット。遠い。三度。うん。終わりましょう。うん。これ反対の言葉です。うん。じゃあ、ゲット、ルンガ。うん、反対。OK？ では、終わりましょう。Hay là những cái từ vựng mà hay là những câu mà thầy hay nói vậy là bài học chúng ta kết thúc tại đây rồi đúng không thầy hay nói câu đó đúng không thì sẽ dùng câu này では終わりましょう。そうでは始めましょうでは終わりましょう。次休みましょう休みましょう
休みましょう。休みましょう。にいとい。にいとい。休みましょう。休みましょうね。書く時間が一応かな。休みましょう。ね。ましょう。遠いね。遠い遠い遠い。うん。始め、バトン、終わり。ケット。休み、にい。はい。はい、OK。はい。次。お。これね、よく使う言葉です。はい、よく使います。ザイラオが、ザイラオが、ザイ、ザイ、ザイ、ラオ、ラオ。休憩しましょう。休憩しましょう。休憩しましょう。休憩しましょう。ね、また場所をね、遠い。在老台休憩ですね。わかりましたか？わかりましたか？わかりましたか？わかりましたか？I'm here too. 仲間だよ。じゃあ皆さんわかりましたか？はい。わかりましたか？わかりましたか？はい、わかりました。チャオ答える、答える、ゴーチャロイ、チャロイ、チャロイ、チャロイ、バンバン、はい、バンバン、はい、はい、わかりました、わかりました、はい、わかりました、はい、わかりました。次、いいえ、わかりません。いいえ、わかりません。いいえ、わかりません。いいえ、わかりません。皆さん、わかりましたか？はい、わかりました。はい、いいですね。わかりました。じゃあいいよな。次。もう一回。練習。皆さん、わかりましたか？いいえ、わかりません。OK。いや、わかりません。OK。はい、わかりました。上手ですね。ひらがなぞーい。最高は。OK？ はい。出たよ。出たよ。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。来、も、らん。来、も、らん。もう、もうは、ぬ、あ、もう、一、も、も、も、もう一度。一度は、も、らん。もう一度。来、も、らん。もう一度ですね。サンブライコホトルお願いしますから、これは。もう一度お願いしますとかね。はい。もう一度お願いします。もう一度お願いします。すみません。もう一度お願いします。すみません。もう一度。お願いします。いいですね。もう一度ね。もう一度。次。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。本部を。ダメダメ。ば、べ、ダメ。ダメ。ダメ。ちー、ダメ、遠い。ダメ、ダメ、ダメ。じゃあ、その、ジョンが、ずーい、どんな、
thì mình sẽ dùng từ đam mê hay dùng cho bạn bè, không được không được. Đam mê. Nói một cái xuồng xã đúng không nào? Đam mê. Đam mê. Đam mê です. Không được ạ, không nào. Ok. Ok. Tiếp theo này, những từ vựng nhỏ sử dụng trong lớp học đấy. Đúng không nào? うん、はい。1つ目、試験。試験。はい、次、問題のバイトアップ、いいじゃん。バイトアップ。当然、将来、chúng ta sẽ học thêm một nghĩa khác, đó là nghĩa là ね、問題の vấn đề。nghĩa là vấn đề。当然、trong lớp học, chúng ta sử dụng với ý nghĩa là バイトアップ。バイトアップ。問題。OK? はい。次、宿題ですね。Bây giờ nói chữ lê rồi mà đi cả là chữ L cao đúng không? Lê. 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 はい。会話。はい。会話。なぜこと会話ですね。最後かな。最後。まず、最後ね。練習。練習。はい、皆さん分かりましたか？はい、はい、分かりました。はい、いいですね。終わり？はい、終わりましたかね。終わり？はい、もう一度練習しますね。はい、一緒に。はい、2つ目だったらいいな。はい、ごめんなさい。おやすみなさい。せーの、おやすみなさい。さようなら。さようなら。次、はい、すみません。すみません。すみません。すみません。ごめん。ごめん。ごめん。ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。はい。はい、お願いします。お願いします。失礼します。失礼しますね。礼礼。失礼します。失礼。失礼。では。では。では。では。じゃあ。じゃあ。じゃあ。じゃあ。始めましょう。始めましょう。始めましょう。始めましょう。反対。終わりましょう。終わりましょう。では、終わりましょう。では、終わりましょう。いいですね。では、休みましょう。
では、休みましょう。では、休みましょう。うん、はい、次行きます。では、休憩。休憩しましょう。はい、休憩しましょうですね。休憩しましょう。休憩しましょう。次。はい、わかりましたか？はい、わかりました。はい、わかりましたか？いいえ、わかりません。はい、もう一度。もう一度。お願いします。お願いします。先生、もう一度お願いします。せーの。先生、もう一度お願いします。はい、いいですね。はい、先生。はい。ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメダメ。ダメですね。はい。試験。試験。試験。試験。テスト。テスト。テスト。テスト。問題、問題、問題、問題、宿題、宿題、宿題、宿題、例、例、例、例、会話、会話、会話、会話、練習、練習、練習、練習。はい。OK。では、終わりましょう。はい。では、終わりましょう。はい、皆さん。はい、皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい、皆さん。皆さん、ありがとうございました。バイバイ。さよなら。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい、じゃね。